Loa Sublet DC12 cộng có 8 đôi. Em bán 1 còn 7 các bác nhá. Tổng lô loa Sublet này là em có gần 20 đôi, nhưng hôm trước em quay video là còn 8, đúng không ạ? Hôm nay còn 7 thôi các bác nhá. Em vừa ghép một bộ với loa Sublet này có tổng trị giá 20 triệu đồng cho chú Chu có địa chỉ tại xã An Sinh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Và hôm nay em xin được quay nội thất của đôi loa để các bác của anh em xem tham khảo một lần nữa các bác nhá. Thưa các bác của anh em, loa Sublet DC12 cộng xin được trình hình ảnh nội thất tới các bác của anh em. Một đôi loa rất ngon trong tầm giá các bác nhá. Một đôi loa cực ngon trong tầm giá. Đây là dòng loa cũ của China sản xuất, hàng nội địa của China các bác nhá. Đấy, hàng chuẩn China. Sublet DC12 cộng, dòng loa bọ cạp các bác nhá. Bát 30 các bạn. Bát 30. Wow, tuyệt vời luôn các bác nhá. Bát 30 đây các bác cùng nhìn độ chất. Sublet bát 30 từ 19 các bác nhìn này, loa xịn. Đấy, nội địa China rất đẹp các bác nhá. Hàng China chuẩn, rất đẹp luôn. Sublet này, bát 30 này các bác nhìn này, chất loa này không đùa được các bạn, cực kỳ ngon. Đấy, Sublet, tem Sublet này. Tép BMC các bác này, tép BMC, ok chưa ạ? Tép từ 15 quay 4.4. Cực kỳ là chất lượng. Không đùa được các bạn. Đấy. Ok chưa ạ? Phân tần đây, các bác của anh em xem phân tần. Đấy, Sublet DC12 cộng dòng loa bọ cạp. Giá cho các bác của anh em là 6 triệu 500 ngàn đồng một đôi. Đó là giá mua tại cửa hàng. 7 triệu đồng em ship hàng đến tận nhà cho các bác của anh em. Mọi người chỉ cần cọc trước cho em khoảng 2 triệu, em gửi hàng đến tận nhà cho các bác của anh em. Các bác của anh em nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Loa tất cả các đôi em bao zin xịn, chưa sửa chữa. Anh em nhận hàng, test hàng. Nếu như loa không hay, với giá anh em mua là 6 triệu 500 thì đóng chuyển hoàn lại cho em. Đó. Các bác bảo ui đôi loa này không hay, so với giá tiền 6 triệu 500 chuyển lại cho em. Em cảm ơn. Các bác check hàng, nếu không zin, không xịn như cửa hàng cam kết, chuyển hoàn lại cho em các bác nhé. Sublet DC12 cộng. Đấy, dòng loa bọ cạp, hàng xịn của China các bác nhé. Đấy, hàng tuyệt đẹp luôn. Và thưa các bác của anh em, đúng ra đôi loa Sublet này giá nó sẽ rẻ hơn được khoảng 300 ngàn nữa. Nhưng khi nó sinh ra, nó là loa màu trắng các bác nhé. Nó là loa màu trắng. Đó, thì em đã mua cái dòng sơn sần cát màu đen xịn của Trung Quốc. Em sơn, đúng không ạ? Ok chưa? Một đôi mất 3 lọ, 110 nghìn một lọ. Thế nó sẽ có giá là 6 triệu rưỡi, chứ đúng ra nó chỉ tầm 6 triệu hoặc hơn 6 triệu một chút thôi. Lúc nào em bao cho các bác là những dòng loa này em bán giá rất là rẻ. Với những dòng loa này thì các bác có thể ghép với những bộ sản phẩm có giá khoảng từ 15 đến 20 triệu. Đấy, là em bao cho các bác của anh em là chơi là tốt rồi các bác nhá. Đó, và em xin là giới thiệu là em có những bộ từ 15 đến 20 triệu. Bởi vì các bác cứ bảo là ui em toàn có những bộ đắt tiền, nhiều lúc anh xem anh hỏi cũng ngại đúng không ạ? Thì em vẫn có những bộ tầm tiền các bác nhá, để phụ các bác của anh em. Cụ thể là có 7 đôi loa, đúng không ạ? Sublet DC12 cộng, dòng loa bọ cạp các bác nhá. Đấy, hàng xịn của Trung Quốc. Đó, 6 triệu 500 một đôi, các bác đến tại cửa hàng mua. Đấy, loa bao zin hết tất cả mọi thứ. Đó, nghe hay, không hay bằng giá 6 triệu rưỡi. Em không lấy tiền các bác làm gì cả, đúng không ạ? Đảm bảo hay các bác nhá. Ok, cảm ơn toàn thể các bác của anh em rất nhiều. Đấy, video này em quay nội thất của đôi loa Sublet các bác nhá. Đây các bác nhìn phân tần này, rất là chất đúng không ạ? 6 triệu rưỡi thôi các bác nhá, rất hay. Em khẳng định là hay với giá 6 triệu rưỡi là chưa còn tuyệt vời. Tép zin 100%, tất cả tem nó tép là chưa có nào cậy các bác nhá. Ok, hai số máy của em luôn, các bác của anh em liên hệ đó là 0365888988, 0368591555. Em luôn địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương, rất vui được giao lưu tiếp đón các bác của anh em tại cửa hàng, và em có thể giao hàng toàn quốc. Em cảm ơn cả nhà.